tham. Những người con như vậy như trăng thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Kính cảm ơn Minh Vát Tha Ná đã post bài rất dài. Kính mời chị Trần Đạo. Chị trên đạo tràng, cảm ơn chị Đăng Đông, chị Nhật Quỳnh, chị Tín Hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Uẩn, Iti Vottaka, chương 3, ba pháp, hảo ma, bài 64. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba u sanh, tỳ sanh, liệt sanh? Và này các tỳ kheo, thế nào là u sanh? Ở đây này các tỳ kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đóng sai rượu me, rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đóng sai rượu me, rượu nấu, giữ giới theo pháp lành. Như vậy này các tỳ kheo, người con ấy được u sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người con trai tỳ sanh? Ở đây này các tỳ kheo, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm sai rượu me, rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm sai rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Như vậy này các tỳ kheo, là người con tùy sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây này các tỳ kheo, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm sai rượu men, rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Và người con trai của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đấm sai rượu me, rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Như vậy này các tỳ kheo, là người con liệt sanh. Này các tỳ kheo, có ba hạng người, hạng con trai này có mặt xuất hiện ở đời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến bậc hiền trí ước muốn con trai u tỳ sanh, không ước muốn liệt sanh, một gánh nặng gia đình. Xa lìa sự sang tham, những người con như vậy như trăng thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và cảm ơn Minh Vát Tha Na đã bước lại ạ. Dạ, mời Minh Vát Tha Na. Dạ, sa tu lành thầy. Cảm ơn xin trình đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
Kính đại lễ chế đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin đọc kinh Tiểu Bộ Iti Buttaka chương 3, ba pháp phẩm 3. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là ưu sanh? Ở đây, này các tỳ kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Và còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo pháp lành. Như vậy, này các tỳ kheo, người con ấy được ưu sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người con trai tùy sanh? Ở đây, này các tỳ kheo, cha mẹ của người con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Như vậy, này các tỳ kheo, là người con tùy sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, này các tỳ kheo, cha mẹ của người con trai này quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Và người con của họ không quy Phật, không quy Pháp, không quy Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là người con liệt sanh. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này có mặt xuất hiện ở đời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Bậc hiền trí ước muốn con trai ưu tùy sanh, không ước muốn liệt sanh. Một gánh nặng gia đình đời có những con này trở thành nam cư sĩ, sống đầy đủ tín giới, biết nghe lời người khác, xa lìa sự san tham. Những người con như vậy như trăng thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con xin được xuống mic. Dạ, không biết sao bây giờ kính mời cô tu nữ Thammachari, các quý tu nữ, cô Thủy Duyên, sĩ Thái Minh, sĩ Lạc Lê này, chưa chắc ra viện nào giơ tay hết. Alo, không thấy viện nào giơ tay, kính mời sĩ Lạc Lê nha. Dạ, kính cảm ơn anh Huynh Quát Thanh Á. Dạ, dạ Nam Mô Quát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, ta con kính đảnh lễ Đường Tọa Minh Hạnh. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính. Dạ, con chưa thấy bài học. Dạ, dạ alo. Dạ, kính cảm ơn Huynh Quát Thanh Á. Kinh Tiểu Bộ Ý Quyết Quyết Tác khác chương 3 pháp phẩm Ba La Mã, bài kinh 3 năm liên 62. Điều này đã được điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời.
Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là ưu sanh? Ở đây, này các tỷ kheo, cha mẹ của người, người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sắc sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu mang, rượu nấu, ác giới, theo ác pháp. Cầu người, con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ hạnh trong các, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say, rượu mang, rượu nấu, giữ giới theo pháp lành. Như vậy, này các tỷ kheo, người con ấy được ưu sanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là con trai tùy sanh? Ở đây, này các tỷ kheo, cha mẹ của con người quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu mang nấu, giữ giới theo theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say, từ bỏ mang rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Như vậy, này các tỷ kheo, là người con, là người con tùy sanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là con người trai liệt sanh? Ở đây, này các tỷ kheo, cha mẹ của con người, con trai quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say, từ bỏ mang náo, giữ giới theo các pháp lành. Hoa dài quá đây ta. Và người con của họ không quy Phật, không quy Pháp, không quy Tăng, không từ bỏ sắc sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh, không trong cái giác các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu mang, rượu nấu, ác giới theo các pháp. Vậy các tỳ kheo là người con liệt sanh này, các tỳ kheo có ba hạng con trai này có mặt xuất hiện. Qua nhiều đi ta, phải là đập tới đập lui rồi, không biết nữa. Sao giống nhau quá à. Thế Tôn đã nói lấy ý nghĩa này ở đây, điều này được nói đến bậc hiền trí ước dạ cảm ơn chị Đặng Đông. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây, điều này được nói đến bậc hiền trí ước muốn con trai ưu tùy sanh, không ước muốn liệt sanh. Một gánh nặng gia đình đời đời có những con này trở thành nam cư sĩ, sống đời sống đầy đủ tính giới, biết nghe lời người khác, xa lìa sự sân tham. Những người con như vậy như trăng thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Sa thú lành thay chị Tâm Phương. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh,
Thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Trần Đạo Trì Rạng Đông, chị Nhật Huỳnh đã cho biết rõ âm thanh. Con xin phép được đọc bài ạ. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá, chương 3, ba Pháp, phẩm 3, bài 70, hình như 75, La Mã. Dạ 74, cảm ơn chị Rạng Đông. Thế số La Mã này khó đọc hay chị ha? Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là ưu sanh? Ở đây, này các tỳ kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới theo ác Pháp. Còn người con của họ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới theo pháp lành. Như vậy, này các tỳ kheo, người con ấy được ưu sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào người con trai tùy sanh? Ở đây này các tỳ kheo, cha mẹ của người con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Như vậy, này các tỳ kheo là người con tùy sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, này các tỳ kheo, cha mẹ của người con trai này quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Và người con của họ không quy Phật, không quy Pháp, không quy Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Như vậy, này các tỳ kheo là người con liệt sanh. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này có mặt xuất hiện ở đời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến, bậc hiền trí ước muốn, con trai ưu, tùy sanh, không ước muốn liệt sanh, một gánh nặng gia đình, đời có những con này, trở thành nam cư sĩ, sống đầy đủ tính giới, biết nghe lời người khác, xa lìa sự sang, xa lìa sự sang tham, những người con như vậy. Như trăng thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, ấy mình đã trả bài xong, kính dâng mít lại đạo tràng ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô em mình. Nam Mô Bích Thà Dạ. Dạ, không biết cô tu nữ Tỳ Duyên có đọc bài không cô, có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Sức Hoa Nguyệt. Cô tự duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cô có đọc bài không? Dạ, cô có đọc bài thì xin mời bàn tay. Dạ, cảm ơn Trạng Đông. Dạ, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu cô tu nữ tự duyên ơi. Cô có đọc bài không? Cho Nhật Quỳnh biết ạ. Nhật Quỳnh xin nhận mic. Dạ, mời cô.
Cảm ơn Nhật. Tự nhiên đưa tay mấy lần mà cứ đưa xong rồi cái bên thoát nó dục ra. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Giá, Nam Mô Sa Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, để làm không mất thời gian, bây giờ tụi em xin đọc Kinh Tiểu Bộ. Dạ, cảm ơn Vinh Bác Thanh Á. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Vút Tắc Cá, chương 3, Ba Pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này có mặt ở đời. Thế nào là ba? U sanh, tùy sanh, liệt sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là u sanh ở đây? Này các tỳ kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sắc sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới theo pháp hành. Như vậy này các tỳ kheo, người con ấy được ưu sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là con trai tùy sanh ở đây? Này các tỳ kheo, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Như vậy này các tỳ kheo, là người con tùy sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh ở đây? Này các tỳ kheo, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới theo các pháp hành, theo các pháp lành. Và người con của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Như vậy này các tỳ kheo, là người con liệt sanh. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này có mặt xuất hiện ở đời. Thế Tôn đã ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến bậc hiền trí ước muốn. Con trai ưu tùy sanh, không ước muốn liệt sanh. Một gánh nặng gia đình đời có những con này trở thành nam cư sĩ, sống đầy đủ tính giới, biết nghe lời người khác, xa lìa sự sang tham. Những người con như vậy
như thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Tự Duyên đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ Tự Duyên thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bích Hà Giá, con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả với anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư và kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambut Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambut Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambut Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lớp mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành khắp thế gian. Bề nhân cơ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin phép được đọc chính kinh ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Vinh Bát Thanh Á cho bài học. Bài kinh hôm nay là kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3, ba pháp phẩm 3, bài 75. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là ba hạng người? Như hạng hạng người như chỉ mưa trong địa phương và hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người như hạng hán? Ở đây, này các tỳ kheo, có người không bố thí cho ai cả, không cho đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xo, sàn tò, đèn đuốc cho sa môn, bà la môn, cho các người ăn. Xin nghèo khổ, khốn cùng. Này các tỳ kheo, hạng người như vậy như là hạng hán không mưa. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người như chỉ mưa trong địa phương? Ở đây, này các tỳ kheo, có người có bố thí cho một số người, nhưng không bố thí cho một số người. Dầu số người đó là sa môn, bà la môn, hai người ăn xin nghèo khổ khốn cùng, họ không bố thí đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, vòng hoa, hương dầu xo, sàn tọ, đèn đuốc. Này các tỳ kheo, hạng người như vậy là hạng người như mưa chỉ trong địa phương. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người cho tất cả mọi người, cho đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xo, sàn tò, đèn đuốc cho các người sa môn, bà la môn, cho người ăn xin nghèo đói khốn cùng. Này các tỳ kheo, có ba hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này. Ở đây,
Điều này được nói đến, không cho hạt sa môn, không cho bà lã môn, không cho kẻ khốn cùng, không cho người ăn xin, không san sẻ cho người những đồ thâu hoạch được, như đồ ăn, đồ uống cùng các vật thực khác hạng ấy, thật giống như hạng hán không mưa móc, hạng người ấy được gọi là hạng người hạ liệt, không cho một hạng người, chỉ lựa một số, chỉ lựa cho một số hạng ấy được hiền trí, gọi là những hạng người chỉ mưa tại địa phương, không mưa tại chỗ khác. Hạng người mưa bố thí cùng khắp tất cả chỗ, có lòng thương từ mẫn đối với mọi loại hữu tình, với tâm thật hoan hỷ, tung vải cho cùng khắp, hại cho nữa, vị ấy luôn nói vậy. Như mây giông gầm thét, chớp sáng mưa đổ xuống, tràn ngập chỗ đất cao, tràn đầy chỗ đất trũng, chảy tràn với nước ngập. Cũng vì ở đời này có một số hạng người giống như vậy, thâu hoạch được đúng pháp, tài sản do nỗ lực, với đồ ăn đồ uống, vì ấy chân chánh đại. Những chúng sanh khốn cùng, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con sẽ thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay là chúng ta học bài 75 La Mã. Như thường lệ thì trước khi giảng thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Sau đó chúng tôi sẽ giảng bài học hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Aphiwa Demi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn, Svakkhato Phagavata Thammo Thammang Nammasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatibhanno Phagavato Savakasangho Sankhang Nammasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thành hoặc còn phàm là mô phạm của nguồn sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại, nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Ái Minh, cảm ơn cô Rạng Đông, cảm ơn người cô Nhật Quỳnh rất nhiều cho biết nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì vừa rồi chúng ta đã nghe đọc phần chánh kinh. Sau đây chúng tôi sẽ nhắc lại ba cái chi pháp chính ở đây mà Đức Phật ngài ví dụ như là cái cách bố thí. Thứ nhất là ngài nói là một người mà không có bố thí thì cái người đó ví giống như là cái mảnh đất mà nó bị khô cằn, hạn hán, không có chút nước, không có chút mà màu mỡ tươi tốt gì hết. Cái thứ hai là người là có bố thí, nhưng mà bố thí có chọn lựa, chỉ một số hạng việc, một số việc làm nào đó trong sự bố thí, chỉ một số nào đó thôi, không có mang tính rộng. Và do vậy thì Đức Phật ví dụ giống như là cái đám mưa mà chỉ mưa xuống một vùng đất nào đó thôi, chứ nó không có mưa một cách bao quát, tổng quát được.
Và cái hạng người thứ ba đó là có bố thí mà chúng ta không có chọn lọc hay chọn lựa gì hết, mà ở đây đó là việc thí nào chúng ta cũng làm, và làm một cách rất là rộng rãi. Một tí nữa chúng tôi sẽ giảng vì sao mà nói là một cách rộng rãi ở đây. Thì ở đây Đức Phật này ví dụ là cái hạng người thứ ba là giống như là mưa mà cùng khắp. Mưa cùng khắp tức là nơi nào cũng mưa hết á. Mưa ở trên gò cao cũng mưa, mưa ở dưới đất trũng cũng mưa, cây lớn cũng được hưởng nước nhiều, cỏ thì cũng được hưởng nước ít, thì cái nào cũng sẽ là được hưởng những cái lượng nước đó. Thì ở đây Đức Phật ví dụ giống như là cái người có bố thí một cách cung cấp là như vậy. Trở lại, ở trong cái từ thuật ngữ Pali thì có hai cái từ mà thường là chúng ta chỉ biết được cái từ gọi là đa ná, tức là cái từ bố thí, hay là mình phiên âm gọi là đàn na. Chữ đa ná ở đây phiên âm là đàn na, hay là nói là của đàn na tính thí. Ở bên Bắc truyền người ta hay sử dụng cái từ đó. Đàn na tức là phiên âm từ cái chữ đa ná này. Có nghĩa là gì? Là cho ra. Tức là mình lấy cái của mình, lấy cái vật của mình chia sẻ đến người khác. Ở đây chúng tôi đang nói khía cạnh là vật chất. Đang nói khía cạnh vật chất. Còn một cái từ nữa ở trong Phật giáo mang tính đặc biệt hơn và cao sâu hơn, đó là cái từ chaga. Chaga. Cái từ chaga. Cái từ chaga ở đây đó là gọi là xả thí. Dịch là xả thí. Có nghĩa là ngoài cái việc mà chúng ta cho cái vật chất đó đó, cho cái vật chất đó, hay là cho cái gì không cần biết, nhưng mà cái tâm của mình nó không có bị dính mắc, hay là ngay cả nội tâm của mình xả bỏ bớt những cái sự câu chấp, tham sân si phiền muộn, chấp giữ cái gì ấy. Cái đó thì được gọi là xả thí. Hay là cái tâm của mình ly vượt ra khỏi hay xa lìa những cái sự ràng buộc của phiền não, thì cái đó được gọi là xả thí. Từ chaga. Chaga ở đây thì trở lại, trước tiên đó là ở đây Đức Phật ngài ví ba cái hạng người như là hạng người không có bố thí. Cái hạng người thứ nhất là người không có bố thí. Thì quý vị biết rằng là trong 10 cái điều tạo phước đó, thì gọi là punya kiriya quá thú đó, thì có 10 cái điều tạo phước. Và trong 10 cái điều tạo phước đó đó, thì như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, tính pháp, tuyệt pháp, và cải chánh tri kiến, 10 việc tất cả. Thì 10 việc đó, đó là chúng ta tạo ra thành 3 loại phước. Phước vật, tức là đầy đủ về, nếu có quả trổ sanh thì sẽ đầy đủ về vật chất, phương tiện, những cái sống tái sanh cõi người, cõi trời. Cõi người có đủ phương tiện, và ở cõi trời thì có đủ thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng đầy đủ. Chúng ta nói đến cái pháp bố thí đó. Nhưng mà có một loại phước nữa, đó là ở đây đó là cái phước mà gọi là phước đức. Tức là chúng ta có tướng hảo, chúng ta được đẹp, chúng ta được sống thọ, vậy là chúng ta được mọi người kính mến, quý mến. Thì tất cả những cái quả lành đó, đó là do cái việc mà mình tạo cái phước đức. Rồi chúng ta có một loại phước nữa, đó là phước trí. Tức là chúng ta có cái trí nhạy bén, hiểu biết được ở sống ở đời, thì chúng ta biết được cái cách để làm ra của cải vật chất hợp pháp bằng tay lao động của chính mình, bằng cái trí tuệ, khối óc, tri thức của chính mình tạo ra của cái vật chất bằng tay lao động của mình, thì cái đó cũng vượt gọi là trí. Trí. Cái thứ hai nữa là nhờ cái trí đó, nhờ cái trí mà chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta tránh ác, chúng ta làm lành, và chúng ta làm cho thanh tịnh ở nội tâm của chúng ta để hướng đến cái
giác ngộ giải thoát trong tương lai. Thì cái đó nó nhờ cái trí, trí đây là trí tuệ. Như vậy thì 10 cái việc đó tạo ra 3 loại phước, mà ở đây chúng tôi chỉ nói sơ ra như vậy thôi, chứ không có bàn rộng ở trong 10 cái vấn đề, trong 10 cái thiện sự đó. Mà ở đây chúng tôi sẽ nói đến cái việc pháp bố thí. Thì cái pháp bố thí này đó, thì chúng ta để ý nè, về phương diện xã hội đó, về phương diện xã hội đó, thì Đức Phật thường có dạy cho chúng ta về bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp tức là bốn cái pháp này mà chúng ta thực hành đó, thì về trên phương diện xã hội sẽ thu nhiếp được, sẽ làm cho mọi người quý mến, gần gũi mình hơn, và có thể thân cận, gần gũi và hướng đến những cái điều mà chúng ta hướng thiện cho người khác, thì người khác dễ dàng chấp nhận hơn. Đó là bốn cái nhiếp pháp. Đó là gì? Thứ nhất là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Về xã hội đó, nếu chúng ta khi giao tiếp với ai, thì chúng ta có chia sẻ với người khác, chúng ta có chia sẻ với người khác dù trên phương diện vật chất, thì cái đó đó nó dễ dàng thu phục được cái nhân tâm của người khác. Về phương diện xã hội, đứng góc độ nào cũng vậy, nếu như mà mình là cái người hoạt động cho xã hội, hay là một người, mình nói trong một cái đơn giản là ở trong cái quan hệ xóm làng mà mình có chia sẻ với người khác, thì dễ dàng người khác, mình dễ dàng nhiếp phục người khác được nhờ cái cách bố thí đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta có cái pháp đó là ái ngữ, chứ là chúng ta nói những lời dịu ngọt, dễ nghe, khởi bằng cái tâm từ của chính mình để giúp đỡ, hướng thượng cho người khác, hướng lành, hướng thiện cho người khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái lời nói đó cũng là lời nói nhiếp phục người khác. Và mình luôn luôn cùng với người ta làm những cái việc thiện. Mình không những mình làm không, mà mình khuyến khích người khác cùng làm. Mà không phải là mình chỉ khuyến khích người khác làm, mà mình cùng làm với họ ở trong những cái việc thiện. Đó gọi là đồng sự. Và luôn luôn làm việc gì cũng hướng đến cái lợi lạc cho người khác, lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người khác. Thì cái đó gọi là lợi hành. Như vậy về phương diện xã hội đó, chúng ta có bốn cái pháp đó. Thì trong đó Đức Phật cũng luôn luôn đề cao cái pháp bố thí. Cái thứ hai nữa là trên phương diện đạo lộ giải thoát. Chúng ta thấy ở trên phương diện đạo lộ giải thoát, ở bên kinh điển Hán Tạng, tức là Bắc truyền, thì người ta có lục độ ba la mật, tức là sáu pháp độ ba la mật. Thì trong đó họ cũng đề cao đến cái pháp bố thí. Và đặc biệt là trong kinh điển Nguyên Thủy, tức là kinh điển Bali của chúng ta, thì gọi là thập độ ba la mật, Dasaparami, Dasaparami, tức là thập độ ba la mật. Thì trong đó Đức Phật cũng đề cao cái pháp bố thí đứng đầu. Chúng tôi nói như vậy đó để cho các vị thấy rằng là nói cho nó nhiều dòng, do pháp bố thí rất là quan trọng, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nếu chúng ta tu tập mà chúng ta không có cái pháp bố thí cúng dường đó, thì rõ ràng là chúng ta cũng khó bao giờ mà chúng ta có được cái sự an lạc. Và trong cái cuộc sống này đó thì chúng ta gặp nhiều cái sự trắc trở về phương diện tu hành, hay là về phương diện xã hội ở ngoài đời cũng vậy. Chúng ta thiếu đi những cái sự bố thí đó. Tuy là như vậy, nhưng mà thiện sự thì không phải chỉ có pháp bố thí chúng ta mới tạo được việc thiện, phải không? Không phải chỉ có pháp bố thí, bởi vì trì giới cũng tạo phước, cung kính cũng tạo phước mà. Nhưng mà ở đây đó, sở dĩ là nói là pháp bố thí là pháp đứng đầu. Về phương diện xã hội, chúng ta nhiếp phục được người khác. Về phương diện tu tập giải thoát thì chúng ta cũng đặt cái pháp bố thí làm cái bố thí ba la mật. Thì trở lại ở trong nội dung bài kinh hôm nay, Đức Phật Ngài dạy như thế này. Ngài nói là một người mà không có bố thí thì nó giống như hạn hán. Cái chữ hạn hán ở đây, khô cằn ở đây thì chúng ta hiểu rồi. Cái mảnh đất á, mà nó khô cằn, rõ ràng là nó không thể trồng được cái cây gì hết. Chúng ta thấy là mình trồng cái cây xuống á, thì nó phải có. Thế ông bà chúng ta nói một cái câu đó là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ dốc. Có những trường hợp như vậy.
Về một người mà làm nông nghiệp á, thì cần có nước trước, rồi có phân, rồi phải có sự chăm sóc của nó và có cái hạt giống của nó. Tuy nhiên á, thì chúng ta thấy ngày nay có những cái mà tiêu chuẩn đầu tiên á, thì người ta chọn cái hạt giống trước. Hạt giống phải tốt, phải mạnh, phải bội thu, vân vân. Thì người ta mới chọn cái hạt giống trước, rồi sau những cái việc kia là những việc thứ yếu để chọn cho, để thành cái hạt giống hay cái cây nó trưởng thành. Thì trở lại, vì sao Đức Phật Ngài nói là một người không có bố thí là một người hạn hán? Thì ở đây đó chúng ta thấy trong cái chữ phước của chữ hán đó, hay hoặc là ở trong từ Bali của chúng ta gọi là punya. Punya ở đây đó, hay là chữ punya, punya. Thì cái punya ở đây là chữ phước của chúng ta, hay hoặc là trong cái chữ hán thì chữ hán thường thường có chỉ sự tượng hình, vân vân. Thì ở trong đó nó có bộ nhân đứng nè, rồi nó có bộ điền nè, bộ điền tức là miếng rượu, thì ở đây đó giống như là mình gieo cái hạt giống xuống. Trong cái cách mà Đức Phật Ngài nói rằng được tròn đủ cái phước đó, thì nó phải có ba cái yếu tố. Thứ nhất là phải có người thọ thí, có người nhận cái vật thí đó. Mà nhận vật thí ở đó thì ở trong đó từ Bali Đức Phật Ngài dạy rằng chữ khét tá. Khét tá thì cũng có nghĩa là miếng ruộng. Khét tá là miếng ruộng. Chữ khét tá nó miếng ruộng, giống như cái từ tiếng Hán là chữ phước, thì nó có cái bộ điền ở trong. Nó giống như vậy. Cho nên điền là ruộng mà. Cho nên khi mà chúng ta gieo hạt giống xuống thì nó phải có cái miếng ruộng đó nè. Chỉ yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai á, là phải có cái vật thí. Ở đây giống như là cái yếu tố mà do rằng cái hạt giống của chúng ta. Phải có cái vật thí. Chứ bây giờ mình nói mình bố thí mà không có vật thí gì hết, không có một cái lời nói, dù là nói pháp đi nữa thì cũng phải có lời nói. Giống như là nói tại gia thí tài, rồi xuất gia thí pháp, tức là nói pháp cũng là pháp thí. Rồi người cư sĩ nghe Phật pháp, hay là mình chia sẻ cho người khác những cái vật gì đó, thì cái đó được gọi là tài thí, vân vân. Thì ở đây đó là cái yếu tố thứ hai, đó là phải có cái vật thí. Vật thí nó giống như cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống ruộng nha, phải có cái hạt giống. Rồi cái điều yếu tố thứ ba mà ở đây đó là gọi là citta sambatti, tức là đầy đủ về tâm lý của chúng ta. Cái tâm lý của chúng ta, chúng ta làm là vì niềm tin. Chúng ta thực hiện cái pháp bố thí là vì niềm tin. Tin gì? Tin nhân quả. Tin với cái sự bố thí này nó sẽ là gạn đục khơi trong cho tâm của chúng ta được được thanh tịnh, được dơi đi những cái bụi trần, vơi đi những cái ô nhiễm cấu quế từ nội tâm. Thì như chúng tôi đã nói khi nãy, cái từ đa ná và cái từ cha gá ở đây, thì cái từ cha gá mang cái nghĩa xả thí, có nghĩa là tập cái tâm của mình làm sao để xả ly những cái sự câu chấp, những cái phiền não ở trong nội tâm. Đó là chúng ta sử dụng cái từ cha gá. Còn bình thường là cho một vật gì cho một người khác, hay chia sẻ một cái lời nói gì tốt đẹp đến với người khác để người khác có lợi lạc tiến hóa, thì chúng tôi nghĩ đó là pháp thi. Pháp thi. Thì ở đây cái hạng người thứ nhất mà Đức Phật Ngài nói rằng hạng người mà gọi là không có bố thí, thì ở đây đó, cái người đó không bố thí là gì? Nó rõ là không có cho đồ ăn, không có cho đồ uống, không có cho vải, xe cổ, vòng hoa, hương liệu, dầu xoa, sàn tỏa, đèn đuốc, sa môn bà la môn, cho sa môn bà la môn. Thì ở đây đó chúng ta thấy là trong chư tăng có cái thường cái bài tụng là mười vật thí này là cơm nước, y phục, xe thuyền, tràng hoa, tràng bông, vật thơm, vật tho vậy đó. Thì nó giống như cái ý nghĩa của bài kinh hôm nay mà Đức Phật Ngài nói. Thì ở đây đó, cái gì chúng ta cho cái vật cần, cho cái vật cần, mà trong khi cái vật cần ở đây là gì? Đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ. Chúng tôi trở lại cái bài kinh ở trong kinh Tương Ngưng, thì Đức Phật Ngài nói là
Phật Ngài dạy rằng là cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc, cho xe là cho lạc. So xe ở đây chúng ta hiểu đó là phương tiện. Thường thường bên Nam truyền chúng ta ra ngoài cái việc mà chúng ta bố thí cúng dường cho chư tăng cái vật thực ăn, phương tiện vật dụng, tứ vật dụng, y phục vật thực trú xứ gì đó, thì chúng ta có cái cúng cái phần gọi là xe thuyền, xe thuyền đó là phương tiện đó. Cái phương tiện đó đi thì trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy là cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc, giống như chúng ta cúng dường y áo là cho sắc đẹp, cho chúng ta cho mặc là cho sắc, nhưng mà cho ăn là cho sức lực. Tức là người được khỏe mạnh cũng là do cái nhân mà mình cho ăn. Rồi cho đèn là cho mắt, cho xe là cho lạc, cho xe tức là cho phương tiện. Phương tiện ví dụ như là mình cúng những cái phương tiện để chư tăng đi tới đi lui, đến cái phương tiện nào mà cần dùng ở trong cái đời sống thì cái đó gọi là phương tiện. Cho xe là cho lạc, tức là được sự an lạc. Rồi cho đèn là cho mắt, cho đèn là cho mắt, tức là ngoài cái việc chúng ta nghe pháp là tạo cái trí tuệ, thì chúng ta cúng đèn cũng là nhân để tạo trí tuệ. Còn nhiều nữa, ví dụ như là chúng ta suy tư Phật ngôn chúng là sanh trí tuệ, trí đó là trí tư, mà chúng ta nghe Phật pháp là trí văn, cũng là cái trí. Rồi chúng ta bố thí đèn đuốc, tức là cho ánh sáng, thì cái nhân mà chúng ta cho ánh sáng đó thì chúng ta nhận được cái quả là chúng ta được sáng, cho trí tuệ. Cho đèn là cho mắt. Rồi ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Ở đây muốn nói tới là cái chỗ ở, trú xứ là cái chỗ ở. Chúng ta thấy rằng là ở ngày xưa thời kỳ Đức Phật á, là thường thường là những người cư sĩ hai cất, gọi là cái tứ phương tăng. Mà ngày nay chúng ta là cái tứ phương tăng là sở dĩ, nhưng mà chẳng qua nó là cái chỗ giống như là cái chỗ tăng xá vậy, mà không có ai sở hữu, không ai sở hữu, mà chỉ là có một số cư sĩ Phật tử họ cất ở ngã ba đường. Đời sống chư tăng ngày xưa thì đi du phương đó đây, rồi khi mà các ngài đi lỡ đường lỡ bước đó, thì các ngài vô đó có những cái phương tiện, có cốc liêu và có cái tăng xá để các ngài ở, rồi ở một hai bữa rồi các ngài lại tiếp tục đi du phương nữa. Thì ở đó là cho cái phương tiện, cho cái nơi ở là cho phương tiện. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy đây, ai giảng giải chánh pháp vì ấy cho bất tử. Tức là cái người mà cho mình cái sự bất tử là chỉ có người mà giảng cho mình nghe chánh pháp thôi, và nghe, hiểu và thực hành mới có được cái sự được bất tử được. Chứ còn nghe không mà không hiểu cũng không hành nữa thì cũng không có được cái sự giải thoát. Thì chúng ta hiểu ở đây đó là vậy. Như vậy thì ở đây thường thường đó, trong cái tập quán á, tập quán của chúng ta và cái truyền thống của chúng ta đó, thì thường thường đó là chúng ta cho cái đồ ăn thức uống xe cộ tràn qua cho vật thơm, vật thơm. Chúng ta biết rằng cái ngũ dục gọi là ngũ dục công đức ấy, có nghĩa là sắc thinh hương vị xúc ấy. Mặc dù là Phật dạy rằng trên phương diện tu tập giải thoát ấy, thì Đức Phật ngài nói là ít vui nhiều khổ, nguy hiểm thì nhiều hơn. Đức Phật ngài dạy vậy. Cho nên đối với ngũ dục thì ít vui nhưng mà nhiều khổ. Chúng ta đắm say trong ngũ dục nó là nguy hiểm. Nhưng mà rõ ràng cái người mà nếu mà mình nói ở phương diện hiệp thế đó, thì rõ ràng cái người có đầy đủ những cái điều kiện sống như vậy đó, tức là đầy đủ như vậy, thì mình biết rằng cái người đó có phước, có phước. Cái người đó có phước hơn so với những người khác. Thí dụ cơm ăn mình được đầy đủ dư giả nè, rồi mình mặc được áo đẹp nè. Chúng ta nhớ có một thời lịch sử Việt Nam của chúng ta đó là bận không có áo, không có quần vải để bận, bận toàn là bao bố không. Ăn thì đói thiếu tốn đó. Bây giờ xã hội nó phát triển rồi, thì bây giờ mình hiểu là có nghĩa là cái phước của chúng ta có đầy đủ. Bây giờ ăn nó không còn gọi là để no nữa. Ngày xưa ăn để no, mặc để cho kín, nhưng mà bây giờ mặc phải cho đẹp, rồi là ăn phải cho ngon. Là như vậy. Cho nên cái thức ăn ăn ngon cũng là một cái phước của người ta. Hiểu trên phương diện nào đó thì ngũ dục nó cũng là một cái phước. Chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên là cái người mà không có bố thí ở đây thì Đức Phật ngài ví dụ giống như là cái hạn hán vậy đó. Mà mình nhìn cái miếng đất nào mà nó mùa đồng ở đồng khô á, thì chúng ta thấy là đồng khô cỏ cháy nè,
rồi đất ở ở cái vùng mà có những cái vùng đất mà chúng ta thấy là nó nứt ra, nứt nẻ ra, thì không có một sinh vật nào mà sống được tồn tồn mà. Nó không có một cái sinh vật. Chứ ý tôi muốn nói là cây cỏ nếu mà khô hạn nắng cháy thì không thể nào được lớn lên, được trưởng thành được. Cho nên là ở đây cái người mà không có bố thí là giống như là cái người hạn hán. Cái người thứ hai mà Đức Phật ngày ví dụ ở đây là chỉ cho trong một cái gì gọi là một số trường hợp, một số trường hợp. Thì ở trong kinh có nói rằng là như thế này. Đức Phật ngày nói có hai cái sự bố thí. Một là bố thí tế độ. Hai nữa là bố thí cúng dường. Tức là đối với tế độ là sao? Tức là chúng ta có một số người đó thì chỉ cho trong cái cách bố thí của mình là cho những người nghèo khổ. Mình thấy người ta nghèo khổ, người mình giúp người ta. Sự thật ra thì trong hai cái cách bố thí đó, Đức Phật ngài nói đều là có phước. Nhưng mà cái việc mà cúng dường tăng thí thì cái phước nó thù thắng hơn. Trong hai cái cách thí đó thì gọi là bố thí tế độ là sao? Bố thí tế độ tức là mình đem cái lòng thương tưởng của mình, khởi cái lòng từ của mình, khởi cái lòng bi của mình để mà mình chia sẻ giúp đỡ cho người ta ở trong cái cảnh khốn khó. Như thấy người ta nghèo thì mình giúp đỡ người ta, thấy người ta thiếu thốn cái này, thiếu thốn cái kia, mình giúp đỡ người ta. Thì mình bố thí bằng cái tình thương với cái lòng bi của mình, thì chừng nữa đó là mình có thể là do cái quả đó mà mình có thể sanh về cái cõi như là quá lạc thiên, vân vân. Cũng là cõi trời dục giới mà sanh về cõi quá lạc thiên. Rồi cái người mà có những người chỉ thấy là người ta nghèo khổ rồi giúp đỡ, nhưng mà thấy người khác cái gì đó, ví dụ như vài lần đây đó thì chúng ta thấy rằng có một số người thì có quan điểm là nhiều khi rồi mình bố thí mình cho ai là người đó phải thiếu thốn mình mới cho, thì mình bố thí cái đó đó là bằng với cái tình thương của mình, với cái lòng bi của mình, lòng từ của mình, cho nên lòng bi của mình muốn chia sẻ cho người. Thì Phật nói là bố thí theo cái cách tế độ, tức là chia sẻ với người khác. Nhưng mà rồi đó thì họ không bao giờ bố thí cúng dường đến với chư Tăng. Dù chư Tăng sống có hoàn cảnh nào đi nữa thì họ cũng không bố thí. Vì họ nghĩ rằng chư Tăng có cơm ăn áo mặc rồi, có được đầy đủ rồi, cho nên họ không cần phải bố thí. Như vậy thì mình chỉ còn giới hạn ở một chỗ, tức là mình chỉ thể hiện cái pháp bố thí tế độ, chứ mình không có gọi là tăng thí hay là bố thí cúng dường đến với chư Tăng. Rồi có một số người Phật tử Nam Tông của mình thì nếu so lại hai cái cách năm cách bố thí đó, thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng là hai cái cách bố thí. Thì cái cách bố thí thứ hai đó là cúng dường đến với chư Tăng. Bởi vì sao? Ở đây đó là họ tin vào ở trong những cái điều mà Đức Phật ngài dạy và chư Tăng nhắc nhở, giảng dạy cho họ. Là vì Đức Phật ngài dạy như thế này nè. Này các tỳ kheo, Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Cúng Dường Phân Biệt Thí thuộc Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật ngài dạy rằng: Này chư tỳ kheo, Như Lai chưa tuyên bố cá nhân tuyển thí lại thù thắng hơn tăng thí. Thì ở đây đó, ở trong cái phương diện có những người đó là chỉ thương mến một người nào, quý mến một người nào đó, một ông sư nào đó, một vị tăng nào đó mà chúng ta bố thí thôi, chứ không có tác ý, không có nghĩ đến là bố thí đến chư Tăng. Cái đó đó là cá nhân thí. Còn một số người đó thì nghĩ rằng là dù chúng ta cúng dường một vị đi nữa, nhưng mà chúng ta tác ý rằng là ở đây là cúng dường đến với chư Tăng. Tăng là tập thể mà, Tăng là tập thể, cho nên tác ý đến Tăng nó không phải riêng cá nhân. Vì vậy cho nên là Sankha Đa Ná hay là Bukkala Đa Ná, tức là cá nhân thí hay là tăng thí, hai cái trường hợp này. Cho nên là Đức Phật ngài nói đó là cúng dường đến tăng chúng là phước thù thắng ân tăng thí, cá biệt thí. Đức Phật ngài dạy vậy. Cho nên là Đức Phật ngài dạy ở trong bài kinh Cúng Dường Phân Biệt Thí mà nãy chúng tôi nói đến quý vị đó, là này chư tỳ kheo, Như Lai chưa tuyên bố cá nhân tuyển thí lại thù thắng ân tăng thí.
Cho nên là chúng ta có cúng dường đến với chư tăng hay là cúng dường một vị hai vị thì chúng ta luôn luôn tác ý đến tăng chúng. Thì giữa hai cái trường hợp này, bố thí đến chư tăng, cúng dường đến với chư tăng, tác ý đến chư tăng và chia sẻ đến một người kém may mắn nào đó bằng cái tư cách tới độ, thì cái phước á, cúng dường đến tăng thí nó vẫn là thù thắng hết. Chúng ta hiểu là như vậy. Mặc dù hai việc đều là có phước hết, nhưng mà rồi đó thì cúng dường đến với tăng thí là phước thù thắng. Ở đây chúng tôi giải thích như thế này nè. Chúng ta tác ý đến cá nhân á, thì chỉ là một cá nhân đó thôi, một cái giới hạn nó hạn hẹp. Nhưng mà chúng ta cúng dường để chư tăng là bao nhiêu vị chư tăng, thì trong đó có những vị tu hành tinh tấn, có những vị tu hành giải đãi, có những vị tu hành lơi lơi, rồi có những vị sau này phát nguyện chánh đẳng giác, rồi có những vị phát nguyện thinh văn giác, có vị phát nguyện độc giác, vân vân. Thì do chúng ta tác ý đến tăng thí đó, thì mai sau này đó, thì cái quả đó, nó thù thắng hơn. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta nè, cúng dường đến tăng chúng, tác ý đến tăng chúng lại thù thắng hơn là cá nhân thí. Rồi trong hai cái cách bố thí là gọi là bố thí tế độ và bố thí cúng dường đó, thì bố thí cúng dường đó là thù thắng hơn là chúng ta bố thí tế độ. Tức là chúng ta thấy người ta khổ, chúng ta chia sẻ với người khác chén cơm manh áo gì đó, vân vân, thì cái đó nó cũng có phước. Mà cái quả đó đó là sau này á, nếu chúng ta thương người ta bằng cái tâm từ tâm bi của chúng ta đó, thì sau này đó là chúng ta nếu được cái quả thì chúng ta sanh lại cõi trời, thì sanh về cõi trời tha hóa tự tại. Còn những cái cõi khác có thể là chúng ta sanh về cõi đấu sức, vân vân và vân vân, để rồi chúng ta thực hành các cái pháp độ ba la mật giải thoát. Chúng tôi nói như vậy. Thì ở đây như vậy thì một người đó là có cái sự bố thí. Thí dụ như mình chỉ bố thí cho những người nghèo khổ, khó khăn, mình bố thí, nhưng mà mình không biết cúng dường đến với tăng chúng. Rồi có một người, số người đó là chỉ cúng dường đến với tăng chúng, nhưng mà không chia sẻ dù là một người. Chúng tôi nói như thế này nè, mình cho một cái người ăn. Trong cái bài kinh cúng dường phân biệt thí đó, thì Đức Phật Ngài nói trong 14 trường hợp, thì ngay cả chúng ta cho những loài, những con người không có giới cũng còn có phước. Cũng có phước, nhưng mà cái phước nó không cao so với những người có giới. Rồi những người có giới ít á, thì cái phước nó không cao bằng chúng ta cho cúng dường đến những cái người mà có giới nhiều. Rồi từ ở cái việc cái người có giới nhiều không bằng cái người mà đắc định, tức là đắc thiền. Rồi cái người đắc thiền đó không bằng vị sơ đạo, vân vân. Để chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta và luôn luôn nhắn nhở chúng ta là cúng dường đến với tăng chúng là phước thù thắng hơn. Như vậy chúng ta nhớ cái câu chuyện của bà Mahapachakotami mà may cái chiếc y, mà chiếc y đó rất là quý đó, cái chiếc y đó dệt bằng những cái loại tầm quý, vải quý mà, rồi may nhuộm cắt kỹ lưỡng lắm, cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật Ngài bảo là cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Một Kiền Liên. Nhưng mà cúng dường lần lượt cái thì cuối cùng thì những vị này không nhận lý do là Đức Phật Ngài dạy rằng là cúng dường với tăng chư tăng á thì cái phước nó thù thắng. Quý vị còn nghe không ạ? Cái máy chúng tôi thấy nó cái nó bị cái tín hiệu bị rớt ấy. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì chúng tôi trở lại, khi mà đầy đủ cái yếu tố mà chúng tôi nói rằng, nếu mà đầy đủ cái ba cái yếu tố là người thọ thí, cái người thọ thí ở đây chúng tôi muốn nói là cái miếng ruộng á, nó được tốt, nó màu mỡ và nó có đầy đủ nước, có đầy đủ ánh sáng, có đầy đủ điều kiện á, thì cái miếng ruộng đó khi chúng ta gieo cái hạt giống xuống, mà hạt giống mạnh nữa, hạt giống được màu mỡ, giống như ngày nay chúng ta chọn lựa cái hạt giống nào mà người ta nó có năng suất cao thì người ta sẽ trồng cái hạt giống đó, cũng là bắp, nhưng mà ngô thì người ta cũng lựa cái năng suất đó, lúa cũng vậy,
thì cái lúa nào mà có năng suất cao, ít sâu rầy thì người ta sẽ chọn cái hạt giống đó. Rồi cái miếng ruộng cũng vậy, cái miếng ruộng đó đất nó tốt á, thì nước nó đầy đủ á, thì nước nó có để có đầy đủ á, thì chắc chắn là chúng ta làm cái miếng ruộng nó được 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 bội thu. Thì cũng như vậy, thì khi mà nói đến cái miếng ruộng ở đây là nói đến cái đối tượng mà chúng ta cho cái bố thí vật đó. Mình cho một người ăn xin người ta không có giới thì cũng có phước, nhưng cái miếng ruộng đó chúng ta xem như cái miếng ruộng đó nó không có màu mỡ đi, điều kiện tốt nó không có. Nhưng mà đối với một người mà có giới đức, có sự tu hành á, hay là cúng dường đến với tăng chúng á, thì chúng ta thấy rằng cái miếng ruộng đó là miếng ruộng màu mỡ, miếng ruộng tốt, chúng ta tác ý đến như vậy. Rồi chúng ta có cái vật thí. Vì sao được gọi là cái vật thí? Đây giác thăm ma sa ma tí là gọi là cúng dường, gọi là vật thí hợp thời. Ở đây đó chúng tôi muốn nói như thế này nè, ở trong sớ giải thì có nói đến 8 cái hiền nhân thí. Ở đây chúng tôi xin nói luôn hiền trí thí, gọi là hiền trí thí. Thứ nhất á, là chúng ta cho những vật gì mà nó sạch sẽ, nó đẹp, nó sạch sẽ. Ví dụ như cái vật mà cái vật mà chúng ta cúng dường đó, hay là chúng ta cho ai, có những người đó thì quen cho cái đồ cũ mình, đồ mình không xài nữa, mình cho người ta đây thôi, bây giờ bỏ uổng quá cho người ta. Thì quý vị biết là mình cho đồ cũ mà, thì nó sẽ có cái quả của đồ cũ. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói là cái điều, cái thứ nhất á, là cái vật thí nó mình phải sạch, phải đẹp. Mình cho cái vật gì thì sẽ được cái quả như thế ấy. Cái thứ hai là chúng ta cho những vật gì mà nó thù thắng nhất. Thù thắng nhất. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mình thấy là cái gì mà nó có, cái gì mà nó mới, nó lạ. Chúng ta cho cái vật đó thì chừng nữa được cái quả là chúng ta có những cái gì đó. Cái gì mà nó có mới lạ thì tự động chúng ta được hưởng. Dĩ nhiên là khi chúng ta bố thí thì không phải là chỉ có là hưởng cái đó không đâu, hưởng cái quả của nhân thiên không đâu, nhưng mà rõ ràng là chúng ta cho cái vật mà thù diệu đó, thù diệu đó, có nghĩa là vật gì mà mới lạ tốt thì tự động chúng ta cho cái vật đó. Cái thứ hai, thứ ba nữa đó là chúng ta cho hợp thờ. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của bà Visakha cũng như là ông cấp cô độc đó. Cho làm sao gọi là cho hợp thời. Thí dụ như là hàng ngày đối với chư tăng thì chúng ta thấy là chư tăng chiều không có dùng, không có dùng vật cứng, thì chúng ta chỉ đi đến chùa vào cái thời điểm đó, chúng ta chỉ dâng nước là nó hợp thời, hoặc là thước chữa bệnh thì nó hợp thời, vân vân. Nhưng mà chúng ta cho thức ăn cái thời điểm đó thì nó không hợp thời, thời điểm buổi chiều là không hợp thời. Rồi hợp thời nữa nè, là cho hợp thời là sao? Thí dụ như là trước khi chư tăng nhập hạ thì chúng ta dâng y ca thi ná, dâng y tắm mưa. Mặc dù ngày nay nó không phải là dù là truyền thống là dâng y tắm mưa, ngày nay thì rõ ràng là chư tăng không phải là lấy cái miếng vải đó, nhận cái miếng vải đó về rồi ra ngoài sân là tắm mưa đâu, không phải. Sự thật là chúng ta giữ theo cái truyền thống đó, vừa là thứ nhất là chúng ta giữ theo cái truyền thống luật tạng, cái thứ hai là chúng ta noi gương theo bà Visakha ngày xưa. Đó là một trong những cái điều mà trước khi chư tăng nhập hạ rồi là mình dâng y tấm ương, rồi sau khi chư tăng ra hạ là mùa dâng y ca thi ná diễn đến, thì chúng ta cho cái đó đó là cho hợp thời, cho vừa đúng lực mà cho hợp thời nữa. Thì ở đây đó là một trong những cái điều kiện mà cái thứ ba mà chúng tôi muốn nói là cho hợp thời đó, gọi là hiền nhân thí đó. Rồi cái thứ tư nữa là cho cái vật nó thích hợp. Không phải là cho cái vật mình thích, mà cho cái vật mà chư tăng cần, cho cái người đó họ cần, nó thích hợp. Nó thích hợp là khi người ta cần cái vật đó thì mình cho nó rất có giá trị, cho cái vật đó giá trị. Cho thích hợp ở đây đó là nhiều khi đó là mình cho mà theo cái sở thích của mình, chứ không phải là cho theo cái nhu cầu của người khác, cho theo cái nhu cầu mà người được nhận. Nó khác. Như vậy thì cho nó là phải cho nó hợp, nó thích hợp, cái vật thích hợp đó. Cái thứ năm nữa là chúng ta có một cái sự chọn lọc. Chọn lọc ở đây chúng ta phải là chọn lọc cái đối tượng. Không,
mà chúng ta chọn lọc ở đây đó, thí dụ như cả hai cái này nó tốt hơn cái này nó thích hợp hơn cái này, thì chúng ta cho cái vật đó, gọi là cho có cái chọn lọc. Và cái thứ sáu nữa là chúng ta cho cái gì, tức là trong mỗi trường hợp chúng ta có thể cho, tức là luôn luôn cho đó, tức là trường hợp gặp cái việc gì thì chúng ta cũng có thể cúng dường, chúng ta cũng có thể bố thí, chúng ta cũng có thể chia sẻ vật lớn vật nhỏ gì hả, đúng lúc thì chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thực hiện cái pháp bố thí đó hết. Và cái thứ bảy đó là gì, đó là chúng ta cho, đặc biệt là cho với cái lòng tịnh tính của chính mình. Tức là gì ở đây, như chúng tôi đã nói khi nãy, ba cái yếu tố thì có cái người để thọ thí, có cái vật để cho thí, thì cái yếu tố thứ ba nữa là cho với cái tâm lý thành tựu, gọi là citta sammati, tức là cái tâm của mình. Cho không phải vì được người khác khen, cho không phải thấy gì bạn mình làm mà mình làm, mà mình ở đây là cho vì cái niềm tin, bố thí vì cái niềm tin. Tin gì? Tin nhân quả. Tin một phần nữa đó là tin ở trong cái việc là với cái tâm của mình bố thí như vậy, mình sẽ vơi đi những cái bợn nhơ cấu quế của nội tâm của mình, tức là tham sân si mình gọt bỏ với cái sự bố thí của mình, với cái sự cúng dường của mình, mà nó làm nhân để mà gột bỏ cái tham sân si, cái phiền não ở trong nội lòng của mình. Thì cho đó là cho bằng cái lòng tịnh tính. Thì ở đây đó, bảy cái trường hợp mà chúng tôi nói là bảy cái trường hợp gọi là hiền nhân thí. Hiền nhân thí thì trở lại, cái người mà chỉ cho một số trường hợp và không cho một số trường hợp, tức là có bố thí một số trường hợp và không một bố thí trường hợp, thì ở đây nói là Đức Phật ví dụ giống như là mình mưa nó không toàn vẹn, mưa ở trên trũng, mưa trên cao nhưng mà không mưa dưới trũng, hoặc là mưa dưới trũng mà không mưa trên cao. Chúng ta thấy vậy. Và cái trường hợp thứ ba ở đây, Đức Phật ngày nay, cái người mà có bố thí từ ở cái việc mà vật thực, nước ăn, thức uống, rồi vải, rồi xe cộ, vòng hoa, hương hoa, sàn tọ, đèn đuốc, vân vân đó, thì chúng ta những cái trường hợp cả bố thí tế độ và bố thí cúng dường, chúng ta cũng thực hiện hết. Và ở đây khi chúng ta tác ý đến với tăng chúng, thì ở đây tác đến, chúng ta làm điều thiện gì đó mà chúng ta tác ý đến một cái đại thể đó, thì chúng ta nên nhớ rằng tác ý đến đại thể thì cái việc đó đó, cái phước nó lớn hơn là chúng ta nói đến cá thể cá nhân của một người nào đó, của một chỗ nào đó. Vì vậy cho nên là khi một người mà thực hiện cái pháp bố thí nó rất là quan trọng. Và cái pháp bố thí này đó, nó vừa là nhiếp phục làm cho xã hội được an vui, cái pháp bố thí này đó nó cũng là một cái pháp để trợ cho chúng ta tu tập tiến đến giác ngộ, đó là pháp độ ba la mật, tức là parami á, ba la mật là parami á, để đưa đến cái giác ngộ. Thì chúng tôi nhớ rằng là trong kinh á, giờ mình nói một điều đó là như thế này: nếu chúng ta tác ý đến một đại thể thì chúng ta sẽ có được cái phước và đạt được ba cái yếu tố này được đầy đủ, tức là tâm được đầy đủ, citta sambatti, vật thí được đầy đủ, tức là vật thí được đầy đủ đó là đây ya thamma sambatti, tức là cái vật hợp thời và được đầy đủ. Thí dụ như là chúng ta ít ra thì chúng ta cũng phải có món ăn trong vật thực, thức uống gì đó khi chúng ta cúng dược. Rồi chúng ta có một cái yếu tố thứ ba nữa đó là đối tượng để thọ thí. Thì nếu cả ba đầy đủ ba cái yếu tố này đó thì cái phước nó rất là lớn. Chúng ta thiếu một yếu tố, một yếu tố cũng không tốt, mà ba cái yếu tố này được đầy đủ thì cái phước nó rất là tụ tăng. Trở lại ở trong cái bài kinh, có một lần nọ trong Tinh Tăng Chi á, thì Đức Phật có một lần nọ là công chúa Sumana hỏi Đức Phật về hai cái trường hợp. Nếu hai cái trường hợp, một người có bố thí và một người không có bố thí, hay là một vị tu sĩ mà có bố thí, một vị xuất gia mà có bố thí và một vị không có bố thí, thì trường hợp nó có khác như thế nào và giống như thế nào?
Thì Đức Phật Ngài mới trả lời cho công chúa Sumana như thế này. Đức Phật Ngài nói này, này Sumana, nếu mà có một người có bố thí đó, thì nếu mà sanh lại cõi người thì họ hưởng đầy đủ những cái vật chất trong cuộc đời này, vật chất trong cuộc đời này. Và nếu họ sanh lên cõi trời đó thì họ sẽ được đầy đủ thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng, vân vân. Vậy tuổi thọ cũng thọ hơn, rồi cái hào quang sắc diện của họ cũng đẹp hơn, rồi chúng thiên á thì có thể biết được cái vị đó nhiều hơn, vân vân. Rồi á, là vị đó ở một cái tòa lâu đài lớn hơn, vân vân. Nếu sanh về cõi trời, nếu sanh lại cõi người sẽ hưởng được đầy đủ cái phước của ở cõi người, sanh lại cõi trời thì sẽ đầy đủ thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng và thiên thọ mạng. Và khi mà người đó, nếu mà hai người đó, đó mà xuất gia đó, thì Đức Phật Ngài mới nói như thế này nè. Nếu cả hai đều xuất gia thì nó giống nhau ở chỗ là nếu cả hai vị đồng niềm tin, đồng niềm tin giống nhau, đồng giới hạnh giống nhau, và đồng trí tuệ hiểu biết giải thoát giống nhau, thì hai vị này đó về phương diện giác ngộ giống nhau, tức là vị đó chứng quả A-la-hán thì vị kia cũng chứng quả A-la-hán, bởi vì đồng niềm tin, đồng giới hạnh và đồng trí tuệ, thì hai vị này về phương diện giải thoát giống nhau. Nhưng mà về phương diện mà phước, gọi là chúng ta gọi là phước hữu lậu đó, thì ở đây đó, một vị có bố thí, thì nếu mà hai vị, một vị có bố thí mà khi mà xuất gia, và một vị không có bố thí cũng xuất gia, thì vị đó đó khi mà xuất gia như vậy thì sẽ được người khác cúng dường, cái vị có bố thí sẽ được người khác hộ độ cúng dường nhiều hơn, hơn là cái vị không có bố thí. Điều này đó chúng ta thấy hai cái mảnh đời của hai bậc thánh đệ tử của Đức Phật, đó là gì? Cái mảnh đời của cái vị mà đệ nhất về tài lộc thì chắc quý vị đây cũng biết rồi, Ngài Siwali, đệ nhất về tài lộc, chứng quả A-la-hán nhưng mà đệ nhất về tài lộc. Và trong một lần nọ, có một lần Đức Phật cùng Chư Tăng cùng với lại Ngài Siwali đi ở trong một cái khu rừng, khi đi trên một cái đoạn đường mà cần đi tắt, đi tắt là phải đi qua cái khu rừng, đi tắt thì nó mau hơn. Và đi qua khu rừng mà tới giờ trưa đó mà Chư Tăng không có vật thực thì cũng kẹt. Cho nên là Chư Tăng mới thưa với Đức Phật, Chư Tăng mới thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài hỏi là đi ở trong đoàn đó, đó, mặc dù là cái đoạn đường đi như vậy thì đi qua khu rừng vắng thì chắc chắn là không có làng xóm, không có nhà cửa, không ai đặt bát cúng dường gì đâu. Nhưng mà rồi đó thì Đức Phật hỏi là có tôn giả Siwali đi cùng không? Thì Chư Tăng mới thưa là bạch Đức Thế Tôn là có. Thì Đức Phật Ngài nói rằng hãy cứ đi đi, các ông đừng có lo sợ chuyện đó. Quả thật là đi vô khu rừng thì cũng có chư thiên, cũng có kiến người để đặt bát cúng dường cho Chư Tăng được đầy đủ, tức là nhờ cái phước của Ngài Siwali. Cho nên là Ngài Siwali là ngày nay chúng ta thờ Ngài đó, trong mỗi ngôi chùa thờ Ngài thì chúng ta hiểu rằng Ngài không phải như ông thần tài, đừng nghĩ như ông thần tài cầu khẩn, mà chúng ta thờ Ngài là chúng ta học theo hạnh của Ngài, học của ngành hạnh của Ngài là vì Ngài có bố thí, mà do cái quả cái bố thí đó thù thắng quá, cho nên là Ngài sanh nhiều kiếp ở cõi trời, nhiều kiếp ở cõi người, là Ngài không bao giờ thiếu vật chất, và ngay cả kiếp chót để giác ngộ thành một vị A-la-hán tinh văn á, thì Ngài cũng không bao giờ thiếu thốn vật chất gì. Thì chúng ta thờ Ngài đó là chúng ta học theo hạnh của Ngài, chứ không phải thờ Ngài bái lại Ngài để cầu xin Ngài ban cho mình cái này cái kia, thì điều đó không có cái gì bằng cái phước của chúng ta. Mà phước chúng ta có bố thí cúng dường thì chúng ta sẽ được như Ngài vậy đó, được như Ngài. Chúng ta trở lại cái mảnh đời thứ hai của một vị A-la-hán nữa, đó là đối suốt luôn là Ngài Lô Xá Cá. Ai đây có biết cái câu chuyện của Ngài Lô Xá Cá? Ngài Lô Xá Cá là đối suốt luôn, đối mà đến nỗi mà Ngài Xá Lợi Phất đến giờ phút cuối cùng mà Ngài Xá Lợi Phất nhiều kiếp sanh trong địa ngục khổ rồi, là do kiếp trước ganh tị một vị tỳ kheo thánh tăng, cho nên là đốt cái vật thực, bỏ cái vật thực của vị thánh tăng đó, mà bị cái quả đó, bị cái quả đó
mà đối sanh địa ngục cũng khổ rồi, sanh lại ngạ quỷ đã đói rồi, rồi sanh lại làm người cũng đói, đói tiếp nữa. Đối tiếp nè, thì ngài Lô Sát Cá đối suốt luôn, tới cái giờ phút cuối cùng mà ngài Xá Lợi Phất thấy tội quá, cho nên là ngài đi khất thực đem nguyên cái bình bát về cho cái vị đó, vì ngài Lô Sát Cá dùng, ngài dùng xong rồi ngài tịch diệt luôn. Thì ở đây về phương diện giải thoát thì như Đức Phật đã trả lời cho Công Su Su Bà Na là nếu mà cả hai vị đồng tính, đồng niềm tin, đồng giới hạnh, đồng trí tuệ thì về phương diện giải thoát giống nhau, nhưng mà khác nhau là ở chỗ là vị không có bố thí và một vị có bố thí thì khác nhau. Sanh lợi cõi người, cõi trời hoàn toàn là khác nhau. Thì ở đây đó chúng tôi nói Đức Phật ngài dạy ở đây trong ba hạng người. Hạng người không có bố thí thì khổ hạng, như là mảnh đất khổ hạng. Một người thì có bố thí, có chọn lọc thì chỉ có mưa một số bên nào đó thôi. Miếng đất thì có nơi có mưa, có ướt, chỗ này có, chỗ kia không có. Nhưng mà một người thứ ba đó là một người có bố thí một đầy đủ. Mà ý chúng tôi muốn nói ở đây, chúng ta vừa thực hiện bố thí trong cái cách nghĩa bố thí thông thường, cái chữ đa ná, và chúng ta tập cho chúng ta đó là có cái bố thí trong cái nghĩa là cha gá xả ly xả tí. Chữ cha gá là xả tí, có nghĩa là chúng ta cho mà chúng ta không có câu chấp, và mong rằng với cái sự thí của chính mình để xả bớt những cái ô nhiễm của phiền não, tham sân si, để chúng ta sớm được giải thoát. Và cái đó đó mới là cái quả lớn. Và khi mà chúng ta cúng dường đó, thì cả hai cái trường hợp mà chúng tôi đã nói khi nãy, bố thí tế độ thì có phước của tế độ, mà cúng dường đến với chư tăng thì có phước nó thù thắng hơn trong cái việc bố thí kia. Cả hai cái này thì bố thí cúng dường đến với tăng chúng là phước thù thắng hơn so với cái việc mà bố thí tế độ. Nhưng mà nói như vậy thì cái pháp bố thí tế độ nó cũng là có phước. Nhưng mà ở đây đó, nếu so sánh giữa hai việc đó, thì cúng dường đến với tăng chúng là phước thù thắng hơn. Do vậy đó, trong truyền thống của chúng ta đó, thì chúng ta khi mà chúng ta cúng dường cái gì thì chúng ta cũng luôn luôn nghĩ đến tăng chúng, và chúng ta cũng luôn luôn tác ý đến với tăng chúng, thì cái phước nó thù thắng hơn. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng tôi kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hứa nguyện phần phước này đến chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng, hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe để cố gắng hiểu học và hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Và con Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có trước máy không, cho con xin một tín hiệu. Kính thỉnh Đại Đức chúc phúc cho rung. Dạ, sư Pháp Tính có trước máy không, cho con một tín hiệu. Dạ, vậy là sư Pháp Tính không có trước máy. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Sư còn trước máy không, cho con xin một tín hiệu. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Hình như là Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời room hả? Dạ, để chúng tôi thay mặt tăng phúc chúc đến room. Phawatu sabba mangalang rakhan sabba devata sabba buddha nuva we dasadasati phawantu te. Phawatu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba thamma nuva we dasadasati phawantu te. Phawatu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba sangha nuva we dasadasati phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo.
cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, dung con kính tri ân. Thường tọa minh hạnh, thường tọa pháp tân, đại đức phật tính cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đây quá ta sa ti vi ha ra wa si ni thủ pê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đê na pa văn tu vu chi ta so thiên ca ron tê tha quy hà ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa văn tu tê cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng ba cha te sắp về pi đúc khát sa khát rằng tu sân khá dặn tha tu chi răng sa tăng thẩm mô tham ma tha ra cha vô ca na sân khô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hệ rát khăn tu sắc thẩm mô sắp về bi thầm ma cha ri nô vô thìm sầm pha vô này ya ma thầm ma ri ya ba về đi tê. Và chúng con kính tri chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.